Vâng, xin chào bác ơi, kia xin chào. Và lần này em giới thiệu bác một mẫu gian tua đinh huyền thoại của model XCR 3005. Thì đây cũng là một cái mẫu mô đinh có giảm sóc của thời điểm hiện tại của dòng gian. Thì trong thời gian vừa qua em giới thiệu rất nhiều trong video trước. Thì đây là một cái mẫu model bên em rất là bán chạy trong thời gian vừa qua. Lần này em về một chiếc cái mẫu XCR 3005 với cái tông màu đen xanh. Và xe về nguyên bản với cái bộ chắn bùn rè nguyên bản trong xe. Xe rất là đẹp lắm nhá. Em đánh giá là tầm 90% xe. Và bây giờ xin mời anh em tốc độ chiếc xe. Vâng, thì trên khung hình các bác đây là cái mẫu model gian thương hiệu XCR 3005 có giảm sóc với cái tông màu xanh đen. Tông màu đen chủ đạo và những điểm nhấn xanh trắng trên khung xe rất là nổi bật. Thì những video trước em đã giới thiệu rất nhiều các bác về cái dòng 3005. Đây là một cái mẫu xe đi do dòng các bác đi đường trường hoặc là đi những cái cung đường xấu. Rất thích hợp cho các bác. Xe làm từ hợp kim nhôm Aulu XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu chạy đặc quyền của chính hãng Gian. Tổng thể xem đánh giá tầm 90% xe. Và khung xe vẫn là đời cao cấp, được chạy bộ dây âm sườn nguyên bản theo xe. Model XCR 3005 và đây cũng được đánh giá là một cái mẫu model huyền thoại của dòng Gian. Trên khung xe thì có website chính hãng của Gian, nó thể lên trên mạng để tham khảo thêm một website của Gian. Và cái mẫu model XCR 3005 bên em bán ra rất là nhiều các nhá, được đánh giá rất là cao, nhiều các bác đã phản hồi rất là tốt về cái mẫu model XCR 3005. Tông màu rất là dễ dàng. Phối màu rất là đẹp các nhá, màu xanh đen. Cổ phốt ni lông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe, cổ phốt ni lông nhôm. Tay lắm cao su đúc chính hãng của nguyên bản theo Gian, tay lắm cao su đúc của Gian. Và xe có tay lắm sừng trâu cũng nhá. Đây, giúp cho các bác đi những đường trường xa, có thể cầm cái ni lông tay lắm của sừng trâu bên phía bên này em đang cầm đây, chống mỏi tay các bác. Giúp các bác cũng rất là tiện lợi cho bác đi xe đường đồi núi hoặc là đường giảm đường xấu. Và xe được sử dụng với bộ sử dụng Shimano Aliviu Vio Group 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Ở bên tay phải em được sử dụng với bộ tay tầng đĩa 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Aliviu. Đằng trước thì sử dụng bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Và phanh sau cũng được sử dụng bộ phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Sẽ sử dụng với bộ giảm sóc dầu chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. May ở chính hãng nguyên bản theo xe, may ở của Gian. Vành nhôm cũng là vành của Gian nguyên bản theo xe. Đây là vành X1. Và em giới thiệu qua thì những cái dòng thương hiệu của Gian Tô Đinh thường sử dụng những cái bộ vành có giảm sóc, thường sử dụng bộ giảm sóc thường đi những cặp vành X1 rất là cao cấp, vành nhôm hai lớp rất là cứng và bền cho xe. Lốp Tô Đinh có gai giúp cho bề mặt lốp bám đường rất là tốt các bác nhá. Đây là một mẫu Tô Đinh có giảm sóc, đi cho bác cũng thường đi những đường trường hoặc đường xấu được rất là thích hợp. Kích thước lốp là 700x38C. Xe về nguyên bản theo xe là bộ re chắn bùn nguyên bản theo xe rất là chắc chắn. Đây, bộ chắn bùn của xe về nguyên theo xe rất là chắc chắn. Ốc yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Yên của Gian và đằng phía dòng Gian XCR model XCR 3005 được sử dụng hai miếng phản quang ở hai bên cái hông xe này, giúp cho bác đi trời tối để dễ dàng người đằng sau nhìn tốt hơn. Mà em sẽ thông đo chiều cao đứng của khung xe.
và xe được sử dụng với chiều cao đứng của khung là size 46, tức là size S, thích hợp các bác chiều cao 1m6 đến trên 1m7 là đi với chiếc xe. Đây là một chiều cao khá là lý tưởng thông thường của các dòng xe touring. Đùi đĩa nhôm sử dụng 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano, gạt đĩa nguyên bản trong xe, gạt đĩa cũng của chính hãng Shimano Alivio, củ đề Shimano Alivio, và xe sử dụng nguyên một group chính hãng của Shimano Alivio, trang bị với 9 tầng lip rất là cao cấp. Đằng sau sử dụng với bộ cặp Meyer chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, và vành cũng là vành của Gian, vành Gian X1 700, kích thước lốc cũng là 738C. Đằng sau cũng là bộ re chắn bùn được người chủ cũ lắp thêm vào rất là chắc chắn cho xe, giúp cho các bác đi trời mưa bị bắn lên không nhá. Và bây giờ xin test chi tiết hoạt động của xe. Xe sử dụng với 9 tầng lip rất là cao cấp so với những mẫu xe touring thông thường. Lên lip đây, xích lip còn rất là mới không nhá. Xuống lip, vâng, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, đùi đĩa và đùi đĩa chính hãng của Shimano, lên đĩa. Vâng, em vừa đánh giá đây cái mẫu touring huyền thoại của dòng Gian XCR 3005, và được rất nhiều các bác phản hồi rất tốt về cái mẫu dòng Gian XCR 3005. Đây là một cái mẫu touring có giảm sóc, các bác có thể đi đường trường hoặc là đường tour đường hình địa hình hơi xấu một chút. Xe đánh giá tầm khoảng 90% xe, xe rất là đẹp. Vâng, xe giá rất tốt bên em chỉ 8,6 triệu, các bác sở hữu một chiếc xe Gian có giảm sóc rất là cao cấp của dòng model XCR 3005, và xe về nguyên bản là bộ chắn bùn rất chắc chắn cho người chủ cũ nâng cấp thêm trong xe. Vâng, xe 8,6 triệu, bên em bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ, và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.